Xin chào và chào mừng các bạn đến với kênh Lớp Nha Trang. Hôm nay, chúng ta sẽ bước vào một hành trình đầy kỳ bí để khám phá một trong những dược liệu quý hiếm nhất của tự nhiên, đẳng sâm hoang dã. Nằm sâu trong lòng những cánh rừng rậm rạp, nơi mà chỉ những người thực sự tinh thông và có hiểu biết sâu rộng mới có thể nhận ra, đẳng sâm mọc lên như một viên ngọc sáng giữa biển cây cối xanh ngắt. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi, làm thế nào để phân biệt được đẳng sâm giữa muôn vàng cây cỏ khác? Đâu là những dấu hiệu đặc trưng mà chỉ những người thực sự am hiểu mới có thể nhận ra? Đẳng sâm hoang dã không chỉ thu hút bởi hình dáng và màu sắc đặc trưng mà còn bởi những lợi ích tuyệt vời mà nó mang lại cho sức khỏe con người. Đẳng sâm là một loại dược liệu quý trong y học cổ truyền, được biết đến với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe con người. Dưới đây là 8 công dụng lợi ích nổi bật của đẳng sâm. 1. Bổ khí, tăng cường năng lượng. Đẳng sâm được sử dụng như một loại thuốc bổ khí, giúp tăng cường năng lượng, giảm mệt mỏi và cải thiện sức khỏe tổng thể. Nó thường được dùng để điều trị các tình trạng suy nhược cơ thể, thiếu máu và giảm sút sức đề kháng. 2. Cải thiện chức năng tiêu hóa. Đẳng sâm có tác dụng kích thích tiêu hóa, hỗ trợ điều trị chứng biến ăn, đầy bụng và khó tiêu. Nó giúp tăng cường khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. 3. Hỗ trợ điều trị bệnh về phổi. Đẳng sâm được sử dụng để điều trị các chứng bệnh về phổi như ho, viêm phế quản và hen suyễn. Nó có tác dụng làm dịu cơn ho, giảm đờm và cải thiện chức năng hô hấp. 4. Tăng cường hệ miễn dịch. Với khả năng tăng cường sức đề kháng, đẳng sâm giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh, hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động mạnh mẽ hơn, giảm nguy cơ mắc bệnh nhiễm trùng. 5. Cải thiện tuần hoàn máu. Đẳng sâm có tác dụng cải thiện tuần hoàn máu, giúp máu lưu thông tốt hơn, từ đó cung cấp oxy và dưỡng chất cho các cơ quan trong cơ thể, giảm thiểu các nguy cơ liên quan đến bệnh tim mạch. 6. Chống lão hóa, làm đẹp da. Đẳng sâm chứa các chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa sự hình thành các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và giúp da dẻ trở nên mịn màng, săn chắc hơn. 7. Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Đẳng sâm có khả năng điều hòa lượng đường trong máu, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường và giảm các biến chứng liên quan đến bệnh. 8. Tăng cường sinh lực. Ngoài ra, đẳng sâm còn được biết đến với khả năng tăng cường sinh lực, cải thiện chức năng sinh lý và nâng cao chất lượng cuộc sống. Với những công dụng tuyệt vời này, đẳng sâm được coi là một trong những thảo dược quý, được sử dụng rộng rãi trong các bài thuốc cổ truyền để bảo vệ và nâng cao sức khỏe con người. Với tình trạng bị khai thác quá mức, đẳng sâm hoang dã ngày càng trở nên khan hiếm. Việc tìm kiếm loại dược liệu này trở thành một thách thức, nhưng nếu bạn may mắn tìm thấy, bạn sẽ được trải nghiệm những công dụng vô giá mà nó mang lại, đặc biệt khi ngâm rượu với đẳng sâm. Sự khác biệt này không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở khả năng tăng cường sức khỏe toàn diện mà đẳng sâm mang lại. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá từng chi tiết nhỏ, từ cách nhận biết đẳng sâm trong tự nhiên đến cách sử dụng và phát huy tối đa công dụng của nó. Hãy sẵn sàng để bước vào một thế giới bí mật mà chỉ những người thực sự đam mê và yêu thiên nhiên mới có thể trải nghiệm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu bạn thấy nội dung thú vị và bổ ích, hãy nhấn like và share để lan tỏa đến nhiều người hơn nữa. Đừng quên đăng ký kênh Lớp Nha Trang để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực để chúng tôi tiếp tục mang đến những điều mới mẻ và hấp dẫn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.